Ok, thầy xin chào tất cả các con Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học rèn luyện bài tập vào tối ngày thứ ba hàng tuần ngay bây giờ đấy các con nhé Ok, đầu tiên là thầy chia sẻ màn hình trước nhé Rồi, chắc là các con đều đã nhìn rõ màn hình chia sẻ của thầy rồi đúng không? Thế thì, ở nội dung của buổi học tối ngày hôm nay ý Thì hiện tại là chúng ta đang bước vào cái giai đoạn rất là quan trọng, đúng không con? Là giai đoạn ôn thi cuối học kỳ 2 Thế thì uh, thầy được biết là một số bạn có chia sẻ với thầy là cái thời điểm mà chúng ta thi là đến rất là gần rồi. Uh, một số bạn sẽ thi vào uh, cuối tháng này, Đó, không? Vào cuối tháng này rơi vào cỡ khoảng 26, 27, 28 gì đó. Còn có bạn nếu muộn hơn thì rơi vào đầu của tháng 5. Như vậy thì uh, tính đến thời điểm uh, thi thì chúng ta chỉ còn thực chất cũng chỉ còn lại có cỡ khoảng uh, cùng lắm là hai tuần, đúng không ạ? thế thì với cái thời lượng như thế này ấy, thì các con lưu ý nhá à, chúng ta không còn quá nhiều cái thời gian để chúng ta ôn tập nữa chính vì vậy cho nên là các con phải hết sức tập trung này cố gắng hết sức thầy sẽ nhắc lại toàn bộ những cái kiến thức mà chúng ta đã được học từ đầu học kỳ 2 đến giờ bên cạnh đó thì có thể nhắc thêm cả những cái lý thuyết từ học kỳ 1, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là trong một tuần học thì chúng ta có một buổi học lý thuyết của sư phụ nghĩa thì hiện tại sư phụ nghĩa cũng đã dành thời gian để ôn thi học kỳ cho các con đúng không Thế Còn đâu chúng ta có một buổi rèn luyện bài tập vào tối thứ ba và các bạn lớp 6 B1 thì còn một buổi rèn luyện bài tập vào tối thứ hai tức là tối ngày hôm qua Thế thì thấy quyết định như này vào buổi tối thứ hai và tối thứ ba hàng tuần ấy thì tất cả các bạn lớp 6 B1 và 6 B2 các con hoàn toàn có thể đăng nhập vào lớp học như bình thường các con nhé để chúng ta ôn tập uh, cuối học kỳ 2 một cách thật sự là uh, kỹ kỹ này thật kỹ này và thầy sẽ soạn mỗi một buổi sẽ có một cái uh, uh, đề một cái dạng bài tập nó khác ví dụ như buổi tối nay sẽ khác buổi tối hôm qua chính vì như vậy cho nên các bạn lớp 6 b 1 hôm qua có thể đăng nhập vào học lớp cùng lớp 6 b 2 hôm nay bình thường hoặc là các con có thể đăng nhập học cùng với lớp 6 b 1 vào tối thứ hai tuần tới nhá để chúng ta có được nhiều cái thời gian ôn tập nhiều hơn để chuẩn bị nó thật sự chú đáo cho cái kỳ thi cuối học kỳ 2 được không con? Nhá. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào uh, buổi rèn luyện bài tập tối ngày hôm nay, ngay bây giờ này. Nào để thầy xem trong lớp của chúng ta là có nhiều bạn lớp 6A2, A2 chưa nhá. Ok, 6A1, 6A22 đúng không? Rồi thầy xin chào tất cả các con. Thế thì uh, đúng ra ấy là thầy phải dạy các bạn lớp 6A22 vào thời điểm là 8 giờ 15 phút tối nay bắt đầu đúng không? Tuy nhiên là tối nay sư phụ nghĩa có chỉ định cho thầy với một cái việc đột xuất chính vì vậy nên là thầy đành phải uh, xin lỗi các con và uh, thông báo cho các con là học cùng với các bạn lớp 6B2 để chúng ta cùng nhau ôn tập, được không? Thế thì ôn nội dung ôn tập học kỳ 2 ấy, thì nó là kiến thức chung của tất cả các trường. Chính vì vậy các kiến thức uh, tổng thể ấy, thì chúng ta cả B1, B2, A1, A2 đều như nhau, được chưa? Chính vì vậy cho nên là các bạn lớp 6A2 đăng nhập vào chúng ta cùng rèn luyện với các bạn lớp 6B2 không sao hết. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vào nội dung của buổi ngày hôm nay này. Các con ghi cho thầy đầu bài nhá. Ôn thi học kỳ 2. Ôn thi học kỳ 2. Được chưa nào? Rồi, nội dung của bài đầu tiên của chúng ta đó là khởi động bằng một bài tính toán các con nhá. Tính. Được chưa? Câu A này. Thầy viết đầu bài câu nào các con làm luôn câu đó. Không cần phải chờ thầy viết xong đầu bài câu A, câu B câu C câu D thì các con bắt đầu mới làm nhá mà làm viết câu nào làm luôn câu đó này xin mời cả lớp hãy xử lý cho thầy câu đầu tiên à 7 phần 19 7 phần 19 nhân với 8 phần 11 nhân với 8 phần 11 được không ạ cộng với 7 phần 19 chia cho 11 phần 8 trừ đi 12 phần 19. Ok, rồi xin mời cả lớp hãy xử lý cho thầy câu A này một cách nhanh chóng nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của ý tiếp theo. Xin mời các con. Câu B này. Mỗi một ý A, B, C, D này các con chỉ có thời gian là 2 phút để chuẩn bị thôi. Được không? Sau đó thầy sẽ gọi ngẫu nhiên một bạn trong lớp hỗ trợ thầy để xử lý xem kết quả của nó chính xác là bao nhiêu nhá. Rồi, câu B của chúng ta đầu bài. 3 phần 8 trừ âm 3 phần 4 cộng với 7 phần âm 12 đóng mở ngoặc nhân với chia cho 5 phần 6 và cuối cùng là cộng với âm 1 phần 2 xin mời các con hãy chủ động xử lý cho thầy nào ok thầy cảm ơn minh đức bạn minh đức có comment cho thầy kết quả rất là nhanh thầy cảm ơn con các bạn còn lại thì sao nào tập trung hết mức nhá ôn thi là các con phải cố gắng hết sức à, phần nào kiến thức bài nào mà các con không nhớ không biết thì các con chia sẻ luôn với thầy là con không nhớ để thầy còn biết thầy còn hỗ trợ nhá được chưa No, okay. OK, thầy cảm ơn bạn Công Dũng, thầy cảm ơn bạn Minh Đức cho thầy xin đáp án của cô B. rồi thầy cảm ơn con rất tốt. <laughs> OK, thầy cảm ơn Đình Huy ạ. À rất chính xác đáp án của con chuẩn rồi đáp án của bạn công Dũng chính xác à, minh đức ơi con kiểm tra lại câu a một chút nhé Ồ, ok thầy cảm ơn việt hải rất chính xác luôn nào thầy xin hỏi là trong lớp các con đã hoàn toàn xử lý thành công được cả hai ý a và b này chưa có bạn nào gặp khó khăn ở câu nào không? rồi ok chúc mừng Công Dũng đã bán câu B chính xác rồi tốt rồi thời gian để dành cho các con xử lý cũng đã hết bây giờ thì thầy xin mời một bạn ngẫu nhiên xử lý giúp thầy nhá à, thầy xin mời bạn thầy xin mời bạn Gia Bảo nào xin mời gia bảo hãy hỗ trợ thầy xử lý ý a nào xin mời con thầy xin mời gia bảo con có thể bật mic lên để hỗ trợ thầy xử lý ý a được không à, gia bảo ơi con có nghe thấy uh, tiếng của thầy không rồi đáp án của mạnh hào câu a chính xác rồi đấy ạ rất tốt. Ờ, gia bảo ơi con có nghe thấy tiếng của thầy không? nếu trong trường hợp con không có mic thì con cũng phải chat lại để phản hồi lại cho thầy là con đã nghe thấy tiếng của thầy nhưng mà con không thể trả lời bằng mic được nhá. nào gia bảo có nghe thấy tiếng của thầy không ạ? Ô, bạn ra bảo không nghe thì tiếng của thầy cũng không có sự phản hồi luôn à uhm, Lạ quá nhờ Rồi, thế vậy thầy phải mời một bạn khác vậy à, Thầy xin mời bạn uh, Minh Châu nào Thầy xin mời bạn Minh Châu hỗ trợ thầy xử lý A nào, xin mời con Con lên thầy làm từ kia bằng mở màu... ngoặc Dạ, mở ngoặc như thế nào ạ ở, ở đây thì con lưu ý nhá Ở uh, cái thành phần đầu tiên ý, của chúng ta là đây là đang là phép nhân đúng không con? Phép nhân có thừa số 7 phần 19 đúng không ạ? Đây là một phân số đóng vai trò là một thừa số Thằng đằng sau này cũng có 7 phần 19 Tuy nhiên cái sự khác nhau ở đây đó là như nào con có nhìn thấy không nhỉ? Là ở phép nhân đó. thứ nhất thì nó là nhân 8 phần 11 Còn ở sau phép tính sau thì nó lại là phép tính chia Vậy bước đầu tiên của chúng ta ấy, thì chưa thể nào mà đặt 7 phần 19 ra ngoài được Mà con cần phải thực hiện phép tính chia này Chia cho một phân số Tức là chúng ta cần phải Thực hiện như thế nào con nhỉ A phần B chia C phần D Tức là như nào nhỉ Giữ nguyên phân số phía trước đúng không con Sau đó là nhân với phân số Thứ hai Nhưng mà nghịch đảo Hay còn gọi nó là đảo ngược cũng được đúng không con Ok Rồi Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có được là 7 phần 19 này à, nhân với 8 phần 11 đúng không con? Là phân số cặp phân số thứ nhất nhá. Sau đó cộng với 7 phần 19 tiếp này, sao nữa nhỉ? Sao nữa nhỉ? Nhân với 8 phần... Đúng rồi, nhân với 8 phần 11. Kể ra phân số này mà là 3 phần 11 thì liệu có đẹp hơn không hả à, Minh Châu? Theo con ừ. thì 3 phần 11 liệu có đẹp hơn không? Chắc chắn là đẹp ừ. hơn đúng không? Ok. Nhưng trong trường hợp này thầy đang cố tình để như thế này. Nào, Vậy thì đến đây con có phát hiện ra được là hai cái cặp tích này nó đang giống hệt nhau không? Có ạ. Đúng không? Ờ, vậy đặt thừa số nhá. 7 phần 19 này nhân với mở ngoặc là trong ngoặc ta có cái gì nhỉ con nhỉ? Có hai cái gì cho vào trong ngoặc nhỉ? Có 8 phần 11. Đúng rồi, 8 phần 11 là thừa số còn lại của phép nhân thứ nhất và thừa số còn lại của phép nhân thứ hai đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? cộng ừ. với bao nhiêu cũng 8 phần 11 tiếp đúng không con chuẩn chưa đóng ngoặc vào trừ đi 12 phần 19 à. vậy đến đây chúng ta sẽ phải đi tính trong ngoặc trước nhá vậy là 7 phần 19 này nhân với trong ngoặc đây là bao nhiêu đây hai phần số. à, chuẩn rồi 16 phần 11 đến đây thì đương nhiên chúng ta sẽ phải nhân chia trước cộng trừ sau vậy phải đi lấy tử nhân tử chia cho mẫu nhân mẫu đúng không con Vậy phép nhân thứ nhất này kết quả bằng bao nhiêu? Lượt thầy là bằng 112 phần 200. 200. đúng rồi, chính xác đi ạ. À. 112 phần 209 trừ đi phân số 12 phần 19 phía sau. Vậy mẫu số chung của chúng ta chính là 209 đúng không con? Chuẩn không? Đó. À, nào, thế con bây giờ nếu như quy đồng phân số thứ hai mà có mẫu là 209 thì chúng ta phải nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai Với bao nhiêu đấy với bao nhiêu đấy con nhỉ à 132. chuẩn rồi chính là 11 đấy ạ à. vậy 12 mà nhân với 11 thì bằng bao nhiêu là 12 nhân 11 bằng bao nhiêu con nhỉ Đúng rồi chính xác 132 Vậy đến đây là hai phân số đã cùng mẫu lấy tử trừ tử Vậy kết quả của chúng ta còn lại chính xác là bao nhiêu đây con Dạ chính xác, rất tốt. Ok, thầy cảm ơn bạn Minh Châu ạ. À. Rất chính xác luôn. Rồi, chúng ta sẽ có kết quả của câu thứ nhất là âm 20 phần 209 các con nhá. Ở đây là đây thầy đang thử thách các con một chút. Thế còn nếu như mà trong trường hợp bài này mà thật sự là tuyệt vời ý, thì ở đây nó phải là chia cho 11 phần 3 thì nghe vẻ nó sẽ đẹp hơn rất rất nhiều đúng không? Cả lớp, chuẩn không? Đấy, nhưng mà ở đây đang có một sự cố tình, đấy, cố tình của thầy để cho các con có một sự khó khăn nhất định. Ok, rồi thầy cảm ơn Minh Châu ạ à, rất tốt. À, ý thứ hai này, thầy xin mời bạn, uh, thầy xin mời bạn uh, Khánh An nào, xin mời bạn uh, Khánh An hỗ trợ thầy xử lý ý thứ hai nào. Ok, thầy xin mời con ạ. À. Như thầy là đầu tiên con tính cái ở trong ngoặc trước. Chính xác rồi chúng ta sẽ phải đi tính trong ngoặc trước. ở trong ngoặc này thì bây giờ an cho thầy hỏi nhá, con sẽ làm có đơn giản phép tính không nhỉ đơn giản phép tính tức là ở cái chỗ trừ này này, con đang trừ đi âm ba phần tư thì con có làm đơn giản đi là nếu như chúng ta có trừ của trừ a chẳng hạn thì nó sẽ là trừ trừ thì thành dương a đúng không con? chuẩn không? Đấy, đấy là một cái nhá. thứ hai là cộng với 7 phần âm mười thì dưới mẫu của chúng ta đang để dấu trừ theo sư phụ nghĩa thì quy cho đây là đang xúc phạm người nhìn đúng không? Vậy cần phải đổi dấu trừ lên phía trên. Vậy thì nó sẽ thành gì nhỉ con nhỉ? Cộng với trừ thì biến thành gì? Cộng đi với trừ thì chúng ta sẽ đơn giản phép tính đi thành cái gì nhỉ con nhỉ? Là bao nhiêu nhỉ? Là gì nhỉ? Là trừ của 7 phần 12 đúng không con? Chuẩn không? Đúng không ừ. con? À nhớ, nhớ nhá. Rồi. Vậy ừ. thì đầu tiên thì thầy sẽ hỗ trợ con đó là con hãy làm đơn giản phép tính trong ngoặc cho thầy trước nào đầu tiên là 3 phần 8 chúng ta hạng nguyên xuống nhá à, trừ trừ này thành gì nhỉ con nhỉ trừ ừ. của 3 phần 4 là ừ. cộng 3 phần 4 ok chưa thằng đằng sau cuối cùng là gì à, bằng uh, trừ 7 phần 12 đúng rồi 7 phần 12 chia cho 5 phần 6 giữ nguyên này sau đó là chúng ta cộng với trừ 1 phần 2 thì đổi luôn biến thành là trừ 1 phần 2 con nhé cộng với trừ thì thành trừ rồi đến đây chúng ta sẽ phải quy đồng mẫu số chung của đúng không mẫu số chung trong trường hợp này là bao nhiêu đấy hả con theo con thì 8, 4 và 12 này có mẫu số chung là bao nhiêu nào? 24. Đúng rồi, 24, chính xác. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi quy đồng. Phân số đầu tiên, 24 thì là thành bao nhiêu thành phần bao nhiêu phần 24 nhỉ? Thầy 8. 8 nhân với 3 lên thì bằng 24 đúng không con? Thế thì trên tử cũng phải nhân với 3, vậy nó là thành bao nhiêu? À, 9 phần 24. Đúng rồi, 9 phần 24 chính xác. Con quy đồng cho thầy các phân số phía sau nào. 3 phần 4 mà quy đồng lên thành mẫu là 24 thì như thế nào con nhỉ? Con đưa thầy là, là bằng <laughs> 18 phần 24 Đúng rồi, nhân cả tử và mẫu với 6 là 18 phần 24 Rất tốt con Thằng cuối cùng nào, trừ đi bao nhiêu đây? Ừ. 17 nhân với 2 14 lên bằng 24, 24. À, Ok, Phương Hà đúng không? Giọng Phương Hà đúng không? Không ạ Thấy nghe giống giọng Phương Hà nhỉ? Trừ đi 14 không phần 24 phải à. à thế ạ, à, giọng Huyền Trân à? Ok rồi chia cho 5 phần 6 Chúng ta cứ bình tĩnh giữ nguyên nhá Bây giờ trừ đi 1 phần 2 này Nào à, An tính giúp thầy trong ngoặc bằng bao nhiêu đây Ngoặc bằng 13 phần 24 Ok 13 phần 24 Chia cho 5 phần 6 Thì nhân với bao nhiêu Nhân với 6 phần 5 Chính xác tuyệt đối Và sau đó con trừ đi 1 phần 2 hạ xuống đúng không Nào con tính giúp cho thầy cái kết quả của phép nhân ở phía trước nào Con thầy là bằng 13 phần 20 ừ. Chính xác tuyệt đối Ở đây khả năng là bạn An phát hiện ra là 6 với 24 này Chúng ta có thể chém hoa quả đi được đúng không? 6 chia cho 6 thì còn số 1 ừ. 24 chia cho 6 thì còn số 4 Cho nên là bạn đã tính nhầm ra được là trên tử của chúng ta chỉ còn lại 13 Ở dưới mẫu là 4 x 5 là 20 Vậy là 13 phần 20 Tuyệt vời Trừ đi 1 phần 2 Vậy đến đây mẫu số chung là bao nhiêu? 20 Chính xác Cho thầy xin kết quả luôn nào Đến đây thì Có 30. thể được phép viết quả luôn Dạ Bao nhiêu ạ? 3 phần 20 Ok Rồi thầy cảm ơn Khánh An ạ à. Rất chính xác Thầy cảm ơn con Rồi Xin mời các con hãy chữa thật nhanh Hai cái nội dung AB này Để chúng ta chuyển sang nội dung của Bài rèn luyện tiếp theo nhé <laughs> Bài tiếp theo của chúng ta Thì chúng ta sẽ lấy nó là Ý C và Ý D để cho các con không cần phải ghi đầu bài mới đâu chúng ta chỉ cần là ý thôi nó là ý c ý d rồi thầy xin phép viết đầu bài bên dưới nhá ý c của chúng ta đầu bài như sau này không phẩy hai mươi trừ đi hai phẩy chín cộng với 4,75 trừ đi 2,1. Xin mời các con xử lý luôn cho thầy ý C. Ý D của chúng ta đầu bài như sau. 2,5 nhân với âm 0,124. Đóng ngoặc. À câu B ạ, à. đây ạ, à, câu B đây ạ. À. nhân với âm 0,124 cộng với 10,124 nhân với 2,5. Rồi, ok. Xin mời các con xử lý thật nhanh chóng cho thầy hai ý C này và D này nào. Xin mời các con. <laughs> rồi ok thầy cảm ơn bạn gia bảo à cảm ơn thầy cảm ơn bạn đình huy thầy cảm ơn bạn mạnh hào ạ à. bạn mạnh hào tính nhanh nhé bạn mạnh hào đã kịp tính ra cả hai câu AB rồi các con ạ à. rồi thầy cảm ơn công dũng đáp án đình huy mạnh hào công dũng đáp án câu a à câu c chuẩn rồi chính xác rất tốt rồi chúc mừng huyền trân đáp án chính xác Ok, cảm ơn Khánh Linh, Đình Huy, Thiệt, Minh. Đáp án của các con chính xác rồi đấy ạ. Rất tốt. Uy tín nhỉ? Tính toán như thế là bắt đầu cảm thấy thầy cũng thấy tự tin hơn rồi đấy ạ. À, Mạnh Hào có gửi cho thầy câu D đúng không? Để thầy xem lại nhé. Rồi, đáp án của con chính xác rồi. À, cảm ơn Bảo Trâm. Tuy nhiên là Bảo Trâm phải kiểm tra lại đáp án câu C của con rồi. Đáp án này là một đáp án chưa chính xác. Còn một phút cuối cùng để dành cho các con chuẩn bị. Đáp án câu D của Huyền Trân chưa chính xác rồi chúc mừng trúc linh đáp án cả hai câu của con chính xác tuyệt đối rồi quỳnh nga đáp án chính xác công dũng đã bán câu D chính xác còn một phút cuối cùng à linh nga ơi con hãy kiểm tra lại dấu nào à, con hãy để ý nhé à, trong quá trình tính toán của mình ý, thì mình phải hết sức lưu ý về dấu đúng không ạ ở đây ý, nhiều bạn chỉ vì là do chưa thật sự cẩn thận cho nên là dẫn tới là khi tính toán ý, là dấu trừ chúng ta lại biến thành dấu cộng hoặc ngược lại dấu cộng thì lại biến thành dấu trừ đúng không ạ chính vì như vậy cho nên là cái việc mà chúng ta bị nhầm dấu dẫn tới là kết quả sẽ không chính xác được chưa Vậy thì Linh Nga hãy kiểm tra lại một chút ở câu C xem là kết quả của con làm này này ở các cái bước ở phía trên ấy là có thật sự là chính xác thật sự hay chưa? À. Rồi, thời gian để dành cho các con xử lý đã hết. Thầy xin mời bạn Đức An nào. Xin mời Đức An hãy hỗ trợ thầy xử lý IC. Xin mời con. Ở trong trường hợp câu A à, câu C này thì con con quan sát nó là có phép cộng phép trừ của các số thập phân đúng không? Vậy đúng thì rồi. đúng rồi. Vậy thì với cái việc mà cộng trừ các số thập phân này này, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán là từ bên tay trái sang bên tay phải, tức là chúng ta sẽ đi tính xem là cái phép trừ này bằng bao nhiêu, sau đó lấy kết quả này cộng với 4,75, lấy kết quả này trừ đi 2,1 đúng không con? Tuy nhiên ý, thì cách làm này thầy thấy rằng hình như là chưa thật sự là thông minh đúng không? Vậy Đức An có phát hiện ra được là ở câu C này chúng ta cần phải tính toán như thế nào mới là thật sự là thông minh không? Hả? À, con có phát hiện ra đâu? 2, 1 4,75 À, bây giờ chúng ta nên ghép thằng nào với thằng nào nhỉ? Để ra được kết quả nó uh, thứ nhất là dễ tính, thứ hai là ra kết quả là số đẹp nào. Con sẽ ghép thằng nào với thằng nào nhỉ? 2 2,1 À, cái thằng 2,9 này này và thằng 2,1 này nếu ghép lại với nhau ấy thì chúng ta sẽ có cái phần thập phân là số 9 và số 1 này nếu ghép lại với nhau thì nó sẽ ra kết quả là số tròn trục đúng không? Thế nhưng mà các con phải hết sức lưu ý nhé. Ở đằng trước 2,9 là dấu trừ. Ở trước 2,1 là dấu trừ. Như vậy ta sẽ có được là trừ A trừ B thì sẽ bằng trừ của mở ngoặc A cộng B. Có một số bạn comment cho thấy kết quả khả năng là các con bị nhầm mất một chút ở đây. Đúng không? Thế còn hai cái thành phần còn lại thì An có ghép lại với nhau không con? Có ừ. Ờ, ừ, nào, thế bây giờ xin mời con Chúng ta mở ngoặc ra Chúng ta đi ghép 0,25 này với thằng nào con nhỉ? năm Đúng rồi, cộng với 4,75 đúng không? Ghép lại với nhau nhá Thế còn trừ 2,9 trừ 2,1 Chúng ta đặt dấu trừ ở đằng trước Hoặc nếu các con không thích đặt dấu trừ Chúng ta có thể viết là dấu cộng Sau đó cho trong ngoặc là âm 2,9 Cả lớp có hoàn toàn ok với cách viết này không? Cách viết này thì hơi dườm dà một chút Tuy nhiên ý, cách viết này thì nó sẽ dễ hiểu cho những bạn nào mà à, tự nhiên thấy trừ 2,9 thì chúng ta sẽ biến thành cộng như thế này Thế còn nếu khi mà các con đã thật sự là hoàn toàn ok rồi Thì chúng ta có thể viết như sau các con nhé Trừ 2,9 cộng với 2,1 ở trong ngoặc Tức là thầy sử dụng đúng theo công thức thầy viết ở bên tay phải Nào, đúng không An? Ừ. Ok, bây giờ con tính giúp cho thầy hai cái ngoặc nào. 5 -5. À, 5 trừ 5 à? Ồ, giống nhau thế này thì kết quả còn lại là bằng, bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1. 5 -5. Dạ, 5 5 có bằng 1 phải không ạ? 5 -5. Dạ, bằng mấy ạ? À? Bằng 1. <laughs> trừ, trừ hơi uy tín đấy. Nếu như là phép chia ấy, thì 5 chia 5 tức là hai số này giống hệt nhau chia thì bằng 1 thì thầy nhất trí. Thế còn nếu là 5 trừ 5 tức là con có 5.000 đúng không? Sau đó con lấy 5.000 này con đi mua một cái bánh mì. Như vậy là liệu trong túi có còn đồng tiền còn còn đồng nào không? Hả? Mình còn mình mình tiêu hết rồi làm sao còn 1.000 được? Hả? Thế, thế, thế là cái người bán bánh mì người ta khuyến mãi cho con 1.000 à? Hả? 5 trừ 5 trong trường hợp này còn đúng số không tròn chính, đúng không? Hay còn gọi nó là còn đúng cái nịt đấy, đúng không? <laughs> không, có thể bằng một thật. Nếu như trong trường hợp là vừa mua nhưng mà mình lại vừa xin, đúng không? Bảo cô ơi, cô giảm cho cháu 1.000, đúng không? Thế là bánh mì thực tế là 5.000 thì vẫn được trả lại 1.000, đúng không? Ok. Rồi, nhớ nhá. <laughs> Đừng để cái phép trừ này mà bị trừ nhầm. Trừ nhầm và đến lúc về nhà ấy con làm được hết thầy ạ à. Rồi xong cuối cùng đến lúc điểm thì lại chỉ được điểm 7 điểm 8 thôi thế là tòi đấy Đúng không ok rồi bây giờ thầy xin mời bạn linh nga xử lý cho thầy ý b nào à ý d thầy xin lỗi ý d xin mời con con thưa thầy là ý d con ghi là 2,5 năm nhân mở ngọc vuông à, mở ngọc vuông có vẻ hợp lý đấy nhở bởi vì chắc là linh nga phát hiện ra đây là thừa số 2,5 đây cũng có thừa số 2,5 năm Chắc là con sẽ nghĩ đến việc là đặt thừa số chung, có đúng không ạ? Vâng. Ok, trong ngoặc có gì? Trong ngoặc, trong ngoặc có âm 0,124 cộng 10,124 ạ. À âm 0,124 cộng 10,124. Như vậy là trong ngoặc này của chúng ta là phép cộng trừ của hai số thập phân đúng không con? Thế thì vâng. cái trong ngoặc này bằng bao nhiêu nhỉ? Thấy thầy thấy có vẻ số nó đẹp hay sao ấy. Có đẹp không? Có ạ. Ờ, bằng bao nhiêu? bằng 10.000 ạ. 10.000. 9. Hình như nó là phải là 10,000 chứ nhỉ? Đúng không con? À vâng 10 ạ. Ờ 10,000 thì cũng chỉ còn là 10 thôi. À, được chưa? Bằng 25 ạ. Ờ ok. Trong trường hợp này thì rõ ràng 2,5 nhân với 10. Sao con, chúng... con thấy sao con tính ra được 9 vậy? Thật giảng? À, vâng. Nào 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 nào. Ok, vậy thì chắc là chúng ta phải cùng nhau kiểm tra lại rồi biết đâu lại thầy với bạn uh, Linh Nga và một số bạn khác lại bị trừ sai nhỉ. Âm 0,124 mà cộng với thằng này tức là chúng ta lấy phép này trừ đi 0 124, đúng nhỉ Phương Hà Phương Hà nhỉ? Đúng không con? Đúng không? Đúng không chân Con không phải Phương Hà. Ờ, ờ chân Nào, à, ừ nhỉ. Ừ nhỉ. À, <laughs> nào, nào uh, thực hiện phép tính trừ này giúp thầy gái. Ha? À. Thầy lại có khả năng thầy phải xem xét lại Cái khả năng trừ của thầy mất Tại vì sau này nó lại trừ ra là bằng 9 được nhỉ à. <laughs> Bằng bao nhiêu Bao nhiêu ở chân à. 9 ạ 9 ạ 9 sờ ạ à. À. à 4 trừ 4 Ờ thế lần sau phải kiểm tra lại rồi 4 4 bằng 0 2 2 0 1 1 bằng 0. 0 0 bằng 0. 1 hạ nguyên xuống vì không trừ cái gì cả. dấu phẩy hạ thẳng hàng. Vậy kết quả là 10,000 giống như bạn Nguyễn Linh Nga chia sẻ và kết quả là 25 nhá, được chưa? Nếu mà trừ ừ. ra là 9 là là thầy phải xem xét lại cái khả năng tính toán của của, của con đấy. Hả? À. <laughs> ok. Rồi. Như vậy là ở cái nội dung bài đầu tiên của chúng ta liên quan đến kỹ năng tính toán đã xong. Bây giờ xin mời cả lớp chuyển sang nội dung cho thầy bài số 2, đó là một bài toán tìm x các con nhá. Tất cả các kỹ năng tìm x sẽ được thể hiện thông qua các câu hỏi của bài số 2 này. Xin mời các con tìm x cho thầy. Bài thứ nhất. Câu a. 27/9 trừ đi 12/13 x bằng 7 phần 9 Xin mời các con làm luôn Không cần phải chờ đợi gì cả Viết đầu bài câu nào làm luôn câu đó Sau đó làm xong câu A thì chuyển làm câu B Trừ 2 phần 3 X Cộng 1 phần 5 Bằng 3 phần 10 Xin mời cả lớp hãy thực hiện cho thầy hai bài toán tìm x A và B Xin mời các con <laughs> Thời gian để dành cho các con xử lý cả hai câu này là 4 phút. Xin mời cả lớp. Lưu ý một chút. Đối với nội dung của bài tìm x, chúng ta cần phải nghĩ đến, nhớ đến quy tắc đó là niêm phong cụm biểu thức của chữ x. Đây là cụm chữ x. Sau đó các con sẽ đi xác định giúp thầy xem nó đóng vai trò là gì trong phép tính của biểu thức này. Trước nó là dấu trừ đúng không? Vậy hình như đây là số trừ. Được chưa? Và các con phải nhớ đến tìm số trừ thì bằng cách nào? Đó là số bị trừ trừ đi hiệu, đúng không cả lớp? Thế còn thằng bên này, nào, cụm biểu thức của chúng ta này. Sau nó là phép tính cộng, vậy đây là một số hạng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ phải lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, thầy gọi nó là số hạng thứ hai, được chưa cả lớp? Thầy gợi ý như thế này rồi mà vẫn còn làm sai thì thật là đáng buồn nào xin là xin mời các con ôi sao bác, các bạn đi hack cái sao ấy nhỉ thầy vừa viết đầu bài xong mà các bạn comment kết quả ầm ầm là thế nào à. mà bài này là không hề giống bài của tối ngày hôm qua đâu nhá cho nên là không thể có chuyện là có sự chuẩn bị được không các bạn đi tính nhanh ghê cơ nhỉ à. Rồi đáp án Đình Huy Mạnh Hào của con Các con chính xác rồi Rất tốt À Khánh Linh comment cho thấy kết quả Khánh Linh ơi cái câu con comment Hình như nếu thầy nhớ không nhầm Thì câu này khả năng là cô B đúng không con Cái kết quả con comment cho thầy khả năng cao là cô B Đúng không ạ Con A mà ra thế này á Lạ nhỉ Câu A thì kết quả nó không ra như thế này đâu Khánh Linh ạ À ok đấy Thấy chưa à, Bạn uh, chúc mừng Thiện Minh Các bạn chính xác ờ uh, xem nào có một bạn nữa comment cho thầy mà thầy chưa kịp nhìn tên ờ uh, việt hải việt hải ơi đáp án câu a của con chưa chính xác con kiểm tra lại một chút nhé <laughs> thôi không trêu nhau nữa nhá <laughs> người ta nói rồi phải thêm bạn bớt thù đúng không cho nên là khi mà chúng ta mà có cái gì ấy, bất đồng quan điểm ấy, thì chúng ta phải cố gắng uh, tìm cách để uh, uh, thứ nhất là hiểu làm nào để hiểu được nhau thứ hai là phải biến thành bạn của nhau hiểu không biết đâu có hôm lại đến một hôm đẹp rời nào đó các con lại học cùng lớp với nhau thì sao hả à? đúng không <laughs> <laughs> vẫn còn thời gian vâng. nào vâng đây 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 bạn nào đây bạn nào này thì Quốc anh không tắt mic nhé nào ok thầy xin mời bạn à, thầy xin mời bạn là phương anh Sử lý giúp cho thầy bài tìm x a à, xin mời con à dạ thế à ui rồi ơi chúc linh nhắn cho thầy mấy lần rồi ý à để thầy xem nào lúc ấy thầy nhớ là thầy nhìn rồi mà đáp án của con chính xác rồi chính xác rồi chuẩn luôn ạ à. đáp án của khánh linh câu b chưa chính xác đáp án của anh phương ở câu a con bị kiểm tra lại dấu nhá con kiểm tra lại dấu à, thầy xin mời bạn phương anh xử lý giúp thầy ra nào xin mời con Phương Anh ơi, con có mic không? À, bạn Dương Phương Anh ạ. À. <laughs> Để thấy xem là trong trong lớp lại có hai bạn Phương Anh cả vô lý gì. Đâu, đâu đâu xem nào, xem có thật sự hai Phương Anh không? Có một thứ chứ nhở. Bạn kia là anh Phương mà, bạn là anh Phương mà con. Có mình con là Phương Anh thôi. Thầy nhìn rồi, thầy nhìn thấy có một mình tên gọi là Phương Anh nên thầy mới đọc là như vậy mà, được chưa? Ok, còn nếu trong trường hợp mà có hai bạn Phương Anh ấy, thì chắc chắn thầy phải đọc tên đầy đủ là Dương Phương Anh Đấy, nào, con có thể bật mic lên để giúp thầy xử lý IA được không? Ừ, em thưa thầy là đầu tiên em đổi 2 và 7 phần 9 ra phân số Ờ, à, con đổi cái hỗn số này ra thành phân số đúng không? à, đổi à. nó sẽ thành bao nhiêu ạ? thành 25 ạ. À, 9 x 2 đúng không con? Là 18. 18 cục 7 là 25 9. Đúng rồi. Rất chính xác. Sau đó là trừ đi 12 phần 13 này nhân với x này. Và bằng 7 phần 9 đúng không con? Như vậy là cái cục này là cục có chữ x nên chúng ta phải giữ nguyên. Vậy làm thế nào để tính được 12 phần 13 nhân với x con nhỉ? làm nào nhỉ? Em lấy coi lấy 25 phần 9 trừ đi 7 phần 9. À ok 25 phần 9 trừ đi 7 phần 9 chính xác rồi. Vậy thì cái kết quả của phép tính trừ ở bên tay phải này bằng bao nhiêu con? Bằng 18 phần 9 ạ. ờ à, 18 phần 9 chính xác. 18 phần 9 thì con có tối giản đi không? Có ra hại à. bằng Đúng rồi. 2 ạ. Chính xác ra bằng 2 đi ạ. Vậy đến đây x đóng vai trò là một thừa số. Vậy thừa số x này thì sẽ bằng gì nhỉ con nhỉ? Phải lấy tích chia cho thừa số đã biết đúng không? Vậy Và thì chúng ta lấy 2 chia cho 13 12/3. 12/13 chính xác rồi. Vậy x của chúng ta là bằng bao nhiêu? Chia tức là nhân nghịch đảo đúng không con? 2 chia x bằng cho 26/13. Ờ. Uh, 26 phần 13 thì chưa chính xác 2 thế nhân 26 với 26 phần 12 À 26 phần 12 chuẩn rồi đấy Tuy nhiên kết quả người ta sẽ không để thế này con ạ à. Mà luôn luôn người ta phải Đi tối giản phân số đó Vậy thực chất là nó bằng bao nhiêu ừ, Thực chất nó bằng 13 Chứ phần 6 ạ uh, Ờ chính xác rồi đấy ạ à. 13 phần 6 đấy con ạ à. Thế thì ở đây nhá Bài này của con thì kết quả chính xác rồi Rất tốt Tuy nhiên thầy có khuyến cáo một chút Có hai chỗ chúng ta có thể tính toán nhanh hơn một tí con ạ à. Thứ nhất Con nhìn này Phương Anh với tất cả các bạn còn lại trong lớp nhìn nhá. Cái hỗn số 27 phần 9 này Thầy đã từng dạy các con rồi Đó là 27 phần 9 Thực chất nó có phải bằng là 2 cộng với 7 phần 9 Đúng không Phương Anh? Phương Anh có ok với thầy không? Đúng không con? À. Ờ Thế thì bây giờ con nhìn nhá Cái phần phân số phía sau này này nó có giống cái thằng 7 phần 9 bên tay phải không con? Trông nó có giống không? Thầy trông giống lắm. Có. Ờ. Thế thì khi đó thì chúng ta không cần phải đổi ra thành phân số đâu con ạ. À. Mà chúng ta sẽ viết được như sau nhé. Con nhìn này. Con nhìn này. Thầy sẽ viết được là 12 phần 13 x bằng 27 phần 9 trừ đi 7 phần 9. Vậy thằng này nó bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu con? Bằng 2 ạ. ơ ờ, chuẩn rồi. Vậy thì có phải chúng ta không cần phải đổi nó thành phân số Sau đó lại trừ hai phân số rất là vất vả Sau đó lại còn phải tối giản nó bằng hai như là ở bước làm lúc nãy Vất vả không? Vất vả nhỉ? À. Vậy thì nhớ nhá Lần sau khi mà chúng ta gặp các cái hỗn số Mà có phần phân số có thể triệt tiêu các phân số khác đi Thì chúng ta cần phải bình tĩnh Chúng ta không cần phải đổi thành phân số con nhá Nhớ chưa? Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là ở chỗ phép chia này con nhìn này 2 chia cho 12 phần 13 thì nó chính là bằng 2 nhân với 13 phần 12. Chúng ta sẽ chém hoa quả luôn. Đó là 2 chém với 12. 2 chém 2 đi còn 1. 12 chém 2 đi còn 6. Vậy kết quả nó sẽ chính xác là bằng 13 phần 6 ngay. Và như vậy chúng ta không cần phải tối giản nữa đúng không con? Nào, Phương Anh có ok với cái 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 hỗ trợ này của thầy không? Ờ, nhớ nhá. Đây chẳng qua chỉ là chúng ta thể hiện cái kỹ năng của chúng ta đã thật sự là hoàn hảo hơn thôi, đúng không? Thế còn nếu tính toán chậm mà mà kết quả vẫn chính xác vẫn rất được là vẫn rất tốt các con nhá vẫn được khen ngợi Được chưa ok rồi thầy cảm ơn phương anh rất tốt ạ bây giờ chúng ta sẽ đi sang ý b thầy sẽ mời một bạn nam nhá mời một bạn nam trong lớp của chúng ta nào ý b nào xử lý nốt ý này chúng ta còn nghỉ giải lao nào à, thầy xin mời bạn bạn nam nào đẹp trai nhỉ à. À, thầy xin mời bạn hà vinh À, xin mời con Hỗ trợ thầy xử lý cái IB nào uh, the, um... Nào Theo như định hướng Thì cái cụm biểu thức của chữ x của chúng ta Nó là cả cái thằng trừ 2 phần 3 nhân x Đúng không ạ Hà Vinh Đúng không con yeah. Vậy thì cái thành phần này chắc chắn là chúng ta phải giữ nguyên con nhờ Trừ 2 phần 3 nhân x này Thế cái thằng này đóng vai trò đó là số hạng. Vậy muốn tìm một số hạng thì ta cần phải lấy tổng này là 3 phần 10. Đúng không con? Trừ đi số hạng 1 phần 5. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ phải giữ nguyên trừ 2 phần 3 nhân x bằng cái gì con nhỉ? Bằng cái gì cả Ờ, 3 phần 10 trừ 1 phần 5. Đúng rồi, 3 phần 10 trừ 1 phần 5. Vinh tính nhanh giúp thầy lên kết quả bên tay phải này bằng bao nhiêu con? Dạ, bằng phần 10 ạ À chuẩn rồi Chúng ta sẽ quy đồng cái thằng 1 phần 5 này lên là thành 2 phần 10 Mà 3 phần 10 trừ 2 phần 10 Thì không thể nào khác được kết quả là 1 phần 10 đúng không Vậy đến đây x làm thế nào để tìm được x đây Dạ con ơi thầy bảo 1 phần 10 chia cho âm à, à, đúng rồi 1 phần 10 chia cho 2 phần 3 Chính xác rồi Tích của chúng ta là kết quả bên tay phải này Đấy, Bạn nào mà chẳng may bị quên các con nốt vào trong người cho thầy nhá. Đây là tích, được chưa? Nó là kết quả của phép tính nhân giữa hai thừa số trừ 2/3 thầy gọi tên nó là thừa số thứ nhất. Thế còn x của chúng ta là cái thành phần đang cần tìm, thầy gọi tên nó là thừa số thứ hai. Như vậy rõ ràng là muốn tìm một thừa số thì chúng ta đã đọc rất là quen ở cấp 1 rồi. Lấy tích chia cho thừa số đã biết đúng không? Vậy phải lấy 1/10 chia cho trừ 2 phần 3. Vấn đề là chúng ta phải thực hiện phép tính chia này thật chính xác. 1 phần 10 chia cho thằng kia tức là nhân với trừ 3 phần 2 đúng không con? Vậy kết quả là? Dạ, con cho thầy là uh, âm 3 phần 20. Chính xác rồi, rất tốt. Âm 3 phần 20. Cả lớp ơi nhớ cho thầy tuyệt đối không kênh quyết luận kết, kết luận nhá. Thứ nhất, ở câu A thì vậy x bằng 13 phần 6 Còn ở ý B thì nó là vậy x bằng trừ 3 phần 20 Được chưa các con? Tuyệt đối không được quên Rồi xin mời cả lớp hãy chữa thật nhanh hai ý AB này vào trong vở giúp thầy với Sau đó thầy dành cho các con một chút thời gian để nghỉ giải lao Sau giờ giải lao chúng ta sẽ quay trở lại với một số những bài toán à, Thứ nhất là bài toán liên quan đến xác à, suất thực nghiệm được chưa? Và dạng thứ hai đó là bài toán liên quan đến bài toán có lời văn. Ok, xin mời cả lớp có 5 phút nghỉ giải lao cộng thêm với 1 phút uh, chữa bài nữa. Vậy chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau lúc 7 giờ 4 phút các con nhé. Đúng 7 giờ 4 phút chúng ta sẽ quay trở lại với buổi học. Xin mời các con. <laughs> huyền trân ơi con con hỏi đi ạ à? con nói đi dạ đúng rồi đây là thầy đang chuẩn bị sẵn đầu bài của bài 3 ấy mà đúng không ạ con cứ nghỉ ngơi đi nhá Rồi ok Đã quá giờ mất rồi tại Bởi vì thầy đang thầy đang mải viết đầu bài đúng không Rồi xin mời tất cả các con hãy quay trở lại với buổi học của chúng ta nào Xin mời các con Ở đầu bài của chúng ta Bài số 3 là một bài toán có lời văn các con ạ Rồi xin mời các con hãy đọc đầu bài à, Cùng thầy đọc đầu bài để phân tích xem là đầu bài có những cái dữ kiện gì nhá Nào Một xí nghiệp theo kế hoạch phải sản xuất 1.260 sản phẩm à, Như vậy cái xí nghiệp này là nếu như theo kế hoạch ban đầu ấy Thì người ta bảo rằng là phải làm ra 1260 sản phẩm các con ạ Ngày thứ nhất Xí nghiệp sản xuất được 4 phần 9 số sản phẩm theo kế hoạch Tới ngày thứ hai Thì xí nghiệp chỉ sản xuất được một lượng bằng 80% số sản phẩm của ngày thứ nhất và có hai câu hỏi cho cái nội dung của bài toán này. Ý đầu tiên là hỏi rằng ngày thứ ba xí nghiệp này cần phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm nữa thì sẽ hoàn thành kế hoạch ban đầu tức là làm đủ 1.260 sản phẩm được chưa được chưa rồi thế còn ý b thì nó là câu mở rộng thôi người ta yêu cầu là hãy tính xem tỷ số phần trăm của số sản phẩm xí nghiệp sản xuất được trong ngày thứ hai so với số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ ba Đấy. Đào, xin mời cả lớp đầu bài thì chúng ta đã phân tích rồi Bây giờ thầy sẽ tóm tắt giúp cho các con lại một chút và nhiệm vụ của các con là phải tính toán và đưa ra cho thầy xin kết quả của bài toán này nhé. Được chưa nào? Vậy đầu tiên này, thầy sẽ tóm tắt lại như sau. À theo kế hoạch, kế hoạch thì phải sản xuất là phải sản xuất tổng cộng là 1260 sản phẩm. Được chưa các con? Thế nhưng mà ở ngày 1 Thầy ngày thứ nhất thì thầy xin phép viết là ngày 1 Thì người ta bảo rằng là chỉ sản xuất được là 4 phần 9 Tổng trên so với tổng số sản phẩm theo kế hoạch Tức là 4 phần 9 của bao nhiêu các con nhỉ? Của tổng số sản phẩm đúng không? 4 phần 9 của tổng số sản phẩm Vậy tổng số sản phẩm ở đây các con có biết nó là bao nhiêu không? À, chính là 1260 sản phẩm cần phải sản xuất đấy được chưa ngày thứ hai thì sao ngày thứ hai này thì người ta bảo rằng là làm được 80% so với của số sản phẩm làm được trong ngày thứ nhất làm được trong ngày thứ nhất đấy, trong ngày thứ nhất thế thì để tìm ra được số sản phẩm của ngày 3 người ta hỏi ngày 3 thì họ làm được bao nhiêu sản phẩm đúng không? Vậy để tìm ra được số sản phẩm làm trong ngày thứ ba ấy thì đầu tiên chúng ta cần phải đi tìm xem số sản phẩm làm được trong ngày thứ nhất là bao nhiêu. Vậy thì 4 phần 9 của tổng số sản phẩm. Vậy đây chính là một bài toán mà chúng ta đã được học lý thuyết rồi. Tìm M phần N của A. Cả lớp còn nhớ cái này không? Thầy đã nhắc ở trong cái À, nội dung của cái phần là ôn tập về à, phần à, phân số dạng toán có lời văn. Nào, thầy sẽ hỏi một bạn nhé. À, thầy xin mời bạn Đức Hoa. Đức Hoa thử hỗ trợ thầy xem là theo theo như là con thì con cho thầy hỏi là để tìm m phần n của a thì thực chất nó là thực hiện phép tính gì nào? À, ừ. lấy m nhân m nhân a. Dạ lấy cái gì ạ? À? m phần Được. n đúng không con? m đúng. phần n nhân a. Đúng rồi. À. Ờ, phần N nhân A rất chính xác Vậy thì cái việc tìm ra số sản phẩm làm được trong ngày thứ nhất Có đơn giản không nhở Đức Khoa nhở Dễ nhở đúng không Đó. Vậy Đó. lấy cái gì nhân cái gì đấy con Lấy 1260 nhân với 4 phần 9 ạ Chính xác Kết quả bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần bình tĩnh tính toán thôi Đúng không à, Để xem xem kết quả bao nhiêu nhá à, Thằng này là 4 560 phần Dạ 560 hả con Ồ, oh, lại, còn, lại còn tính hộ thầy luôn à Ok Vậy là ta nhầm tính ra theo kết quả của bạn hỗ trợ cho thầy nhá là 560 sản phẩm à, như vậy ngày thứ nhất làm được 560 các con ạ à. được chưa Thế thì ngày thứ hai người ta bảo rằng làm được là 80 của số sản phẩm làm được trong ngày thứ nhất Vậy thì cái số sản phẩm làm được trong ngày thứ nhất này chúng ta vừa tìm được ở trên là 560 đúng không Vậy bây giờ 80 trăm của 560 vậy khoa hỗ trợ thầy nốt câu hỏi này làm thế nào tìm được 80% của 560 nhỉ? Làm nào? Lấy 560 nhân với 80 80% trên 100 ạ. Đúng rồi, lấy lấy 560 nhân với 80 và chia cho 100 con ạ. À. Không cần phải là phần trăm nữa nhá. Bởi vì sao cả lớp còn nhớ không ạ? À? Thầy đã từng nói rồi này. 80% thực chất nó chính là ký hiệu của phân số 80/100. phần Đấy. Thế thì khi mà chúng ta lấy cái thằng 560 này mà các con nhân với 80%, thực chất là chúng ta đang đi nhân với phân số tối giản thằng này đi bằng 4 phần 5. Vậy ta cần phải lấy 560 nhân với 4 phần 5 các con ạ. À. Và kết quả này bằng bao nhiêu? Thì đây chính là số 440. sản phẩm. <cười> <cười> Như vậy con tính toán hết rồi đúng không? Đây chính là số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ hai đúng không? Số sản phẩm này sản xuất được trong ngày thứ hai Đấy. Thế thì bây giờ dễ chưa? Ngày thứ nhất là đây, 560. Ngày thứ hai chính là kết quả của phép tính này. Vậy ngày thứ ba thì lấy cái gì nhỉ? Lấy tổng số sản phẩm đang cần phải sản xuất là 1260 trừ đi sản phẩm của ngày 1 làm được, trừ đi sản phẩm của ngày 2 làm được. Không biết này bài toán này nó là dễ hay là khó như cả lớp nhỉ? Không biết theo các con thì bài toán này đã dễ thật sự hay chưa à. À, thầy cảm ơn đình huy bạn đình huy tính hết kết quả cho thầy luôn này tuy nhiên là trong lớp thầy phát hiện ra được là có một vài kết quả khác nhau như vậy là chắc chắn là có bạn làm chưa chính xác đúng không thôi <laughs> xin mời cả lớp hãy tính toán thật nhanh cho thầy thời gian để dành cho các con xử lý cái bài toán số 3 này là 3 phút xin mời cả lớp nhanh Thầy sẽ hỏi ngẫu nhiên một vài bạn nhé Xem các con đã hiểu hoàn toàn nội dung của bài này chưa nhé ờ, Thầy xin hỏi bạn Anh Phương này Trung Nghĩa này Hà Giang này Thiệt Minh này Trâm Anh này Hà Linh này Các con xác nhận giúp thầy xem nội dung của bài số 3 này Các con đã hiểu hoàn toàn 100% chưa Rồi ạ à. Ok Rồi ạ à. Tốt Ok ạ, à, rồi thầy cảm ơn các con. Chúng ta còn một cái ý nho nhỏ nữa là ý B đúng không? Đó là tìm tỷ số phần trăm của số sản phẩm xí nghiệp sản xuất được trong ngày thứ hai so với số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ ba. Vậy thì đây là một bài toán cuối cùng mà thầy muốn nhắc tới cho các con liên quan đến nội dung bài toán có lời văn về phần phân số đúng không? Bài toán đó chính là bài toán số 3 đây các con ạ. À, bài toán số 3 Bài toán số 3 này đó chính là tìm tỷ số phần trăm. Thì người ta sẽ viết tắt nó là tỷ số phần trăm của A và B. Thì cái thằng A đặt đằng trước, người ta sẽ lấy A chia cho thành phần đứng đằng sau là B. Và tỷ số này sẽ nhân thêm với 100% nữa. Và kết quả thu được chính là kết quả mà chúng ta đang cần phải đi tìm. Đúng không con? Thế thì ở đây nó hỏi là tỷ số phần trăm của số sản phẩm sản xuất được trong ngày 2. Vậy các con phải lấy là số sản phẩm ngày 2. Thầy viết tắt là ngày 2 nhá. Chúng ta chia cho số sản phẩm làm được của ngày thứ ba. Sau đó nhân với 100% và kết quả thu được chính là kết quả chúng ta cần phải tìm ở câu B. Đúng không các con? Được chưa? Thế còn một số bạn bảo không, thầy ơi em nhớ là có cái công thức khác cơ. Không phải công thức thầy viết thì còn một công thức nữa như thế này. A nhân với 100 sau đó chia cho B, kết quả thu được các con chỉ cần nhẹ nhàng viết thêm ký hiệu phần trăm ở phía đằng sau. Thì hai cái công thức này đều là một các con nhá. Cùng đi đến một kết quả duy nhất. Được chưa nào? Ok. Rồi, thầy xin cảm ơn tất cả các con rồi quốc anh cho thầy hỏi là ở bài toán này con tìm ra cho thầy xem ở ngày thứ ba là chúng ta đội xí nghiệp này sản xuất được bao nhiêu sản phẩm ngày thứ ba nào quốc anh nào quốc anh ơi ừ, con, con thưa tính... ơi. dạ vâng con cứ chia sẻ đi ạ con cứ chia sẻ đi ạ thầy đang nghe đi ạ Ờ uh, theo như à, anh, Vâng, theo như con tính toán thì số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ ba là bao nhiêu ạ? Con lên hay con lấy 1260 trừ ngày 1 ngày 2. Ờ uh, đúng rồi. Thế nhưng mà ngày 1 thì là bao nhiêu và ngày 2 con đã tính ra được bao nhiêu chưa? Ngày 1 là 560 ạ. Chính xác. Ngày 2 là bao nhiêu? Ngày 2 là... như vậy là bằng 7, à, 700 gạ có thật không ạ à? người ta nói như này nhé con nghe nhé ngày thứ hai thì xí nghiệp chỉ sản xuất được một lượng à, bao 448, 448. à, bao nhiêu nhỉ 448 à con vâng. 448 tám thầy tạm thời ghi nhận kết quả này vậy thì số sản phẩm làm được trong ngày thứ ba là bao nhiêu ạ à? số sản phẩm được làm được trong ngày thứ ba sẽ là bao nhiêu nhỉ con nhỉ? 252. À. 252. Ok chính xác. 1260 trừ 560 trừ tiếp 448 và kết quả thu được sẽ chính là 252 đúng không? Sau đó để tìm ra tỷ số phần trăm ta lấy 252 này chia cho số sản phẩm làm được ngày thứ hai là làm được là à, 448 đúng không? Vậy là 448 chia 252 Đấy. Chia sau đó chúng ta cần phải lấy cái kết quả thu được Nhân thêm với 100% vào Vậy thì các con hết hãy tính toán thật cẩn thận nhá Đến đây thì các cả lớp thì các con đều biết cách làm rồi Thế mà lại tính toán bị nhầm lẫn thì hết sức là đáng tiếc đúng không? Vậy cái việc tính toán cần phải hết sức cẩn thận Nhớ chưa nào? Ok, vậy bài toán này thầy xin phép chữa lại bài toán này một cách nhanh chóng như sau nhá. Thầy cảm ơn con. Rất tốt ạ. À. Rồi, thầy xin mời cả lớp hãy chữa thật nhanh cho thầy bài toán này. Bài giải. Nào, ta có. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhất, ngày thứ nhất. Xí nghiệp sản xuất được số sản phẩm là xí nghiệp sản xuất được số sản phẩm là số sản phẩm là chúng ta sẽ lấy 1260 nhân với 4/9 và kết quả thu được là 560 mở ngoặc các con cần phải viết là sản phẩm được chưa cả lớp đơn vị là sản phẩm sau đó chúng ta sẽ tính ra ngày thứ hai ngày thứ hai thì xí nghiệp sẽ sản xuất được số sản phẩm là số sản phẩm là chúng ta sẽ lấy số sản phẩm của ngày thứ nhất là 560 nhân với 80% trăm bởi vì đầu bài cho chúng ta dự kiện là ngày thứ hai chỉ làm được bằng 80% của số sản phẩm ngày thứ nhất thôi. Vậy ta cần phải lấy 560 này nhân với 80% các con nhé. Các con được phép viết là nhân với 80%. Còn nếu bạn nào mà không muốn viết như thế này thì các con cần phải có một bước đó là đổi đơn vị các con nhé. Đổi này, 80% này. Chúng ta sẽ đổi ra là bằng là 4 phần 5. Đấy, được chưa? Vậy thì kết quả thu được trong trường hợp này là bằng bao nhiêu nhỉ? 448 à các con? Đúng không? 448. À, sản phẩm. Sản phẩm. Đấy. Vậy thì đã tìm ra được số sản phẩm của ngày thứ nhất. Đã tìm được số sản phẩm của ngày thứ hai. Vậy thì ngày thứ ba, xí nghiệp sản xuất được số sản phẩm là hết sức đơn giản luôn. Được không? Nào, ngày thứ ba, Chúng ta sẽ lấy tổng số sản phẩm cần phải sản xuất Theo kế hoạch là 1260 Trừ đi ngày thứ nhất đã sản xuất được 560 này Trừ đi ngày thứ hai đã làm được 448 này Và kết quả thu được sẽ là 252 sản phẩm Đúng không các con? Đấy. Như vậy ý A đã thành công Bây giờ chúng ta sẽ xử lý nốt ý B nhé Ý B của chúng ta chúng ta sẽ xử lý như sau Vậy thì tỷ số phần trăm tỷ số phần trăm của số sản phẩm xí nghiệp sản xuất được trong ngày xí nghiệp sản xuất được trong ngày thứ hai được trong ngày thứ hai so với số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ ba là số sản phẩm sản xuất được trong ngày bài này viết thì hơi mất công một chút đúng không con nhưng mà thôi cố gắng nhá bởi vì cái việc mà chúng ta viết này là chúng ta được đền đáp bằng là điểm số của nó được không sản xuất được trong ngày thứ ba là lấy số sản phẩm của ngày thứ hai 448 Chúng ta chia cho số sản phẩm sản xuất được trong ngày thứ 3 là 252, sau đó nhân với 100%. Và kết quả thu được bằng bao nhiêu nhỉ? Bạn nào tính toán giỏi tính hộ thầy với. À. 117,7%. Dạ và bao nhiêu ạ? À? 117, phải con. 77, à. À? Mà 110 177 à? 18 ạ. Phẩy. Phải... Sau số 7 là số mấy con? Sau số 7 này là số mấy? gấp số tám Sau số 7 là số 8 à. Ồ. 7. Vậy thì chúng ta sẽ lấy là 177,8% các con nhá. Bởi vì nguyên tắc làm tròn là gì? Nếu sau đó thì chúng ta có thể làm tròn lên chữ số sau dấu phẩy, đúng không? Viết như này là quá là chính xác rồi. Ok. Thế còn nếu như cả lớp nghe này, nếu đầu bài người ta yêu cầu thêm một câu nho nhỏ như sau, hãy làm tròn kết quả hãy làm tròn kết quả tới chữ số hàng đơn vị chữ số hàng đơn vị đố cả lớp biết thì chúng ta cần phải ra được kết quả là bằng bao nhiêu cả lớp nào nếu làm tròn đến chữ số hàng đơn vị thì đố cả lớp biết đấy kết quả của chúng ta sẽ phải là bao nhiêu à? <laughs> nếu làm tròn đến chữ số hàng đơn vị thì có nghĩa là làm tròn đến chữ số đứng ngay trước sau số phẩy đúng không vậy thì cần phải quan tâm đến chữ số đứng ngay đằng sau nó chữ số đứng ngay đằng sau nó là số 8 là một số lớn hơn 5. Nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì lập tức cộng thêm một đơn vị vào. Chữ số hàng đang xét cái này thầy đã dạy lý thuyết rồi. Vậy chúng ta sẽ được kết quả là 178% các con nhá. Được chưa nào? Thế còn nếu giả sử kết quả của chúng ta là 177,4 thì sẽ làm tròn bằng cách xóa số 4 này đi và chúng ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị vậy là 177% được chưa cả lớp uy tín hoàn toàn chưa ơi rất tốt nhớ nhá cả lớp nhớ nhá tiện đây thầy nhắc luôn lại lý thuyết về việc làm tròn được chưa quy tắc làm tròn ok rồi xin mời cả lớp chữa bài để sau đó chúng ta sẽ chuyển tới nội dung của một bài toán tiếp theo là bài toán hình học cả lớp cho thể hỏi là con các con có muốn có muốn ôn ôn một chút về phần xác suất không các con xác suất thực nghiệm không có. có à Ok vậy thầy sẽ chọn lựa một bài về liên quan đến xác suất thực nghiệm nhé à Ok nhất trí cũng có một số bạn đã chia sẻ với thầy là cần rồi có nghĩa là chúng ta nên ôn tập lại một chút đúng không Nào các con chữa thật nhanh đi, sau đó thì thầy sẽ cùng các con xử lý một cái bài toán nhá. Ok, đầu bài của chúng ta như sau. Nào, xin mời các con, thầy viết đầu bài thật nhanh nhá. Bài số 4. Các con không cần viết đầu bài đâu ạ, à. không cần viết đầu bài đâu, các con chỉ nhìn đầu bài và suy nghĩ thôi. Bài số 4. Bạn Minh. Bạn Minh. Gieo một con xúc xắc. Gieo một con xúc xắc. Được chưa? đồng chất một con cân đối đồng chất cân đối con xúc sắc này là cân đối một trăm lần một trăm lần và ghi lại ghi lại số chấm ghi lại số chấm xuất hiện ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau được kết quả như sau rồi cho thầy một chút thầy sẽ vẽ cái cái cái, cái bảng kết quả ra nhá ok Cho thầy một chút. Ok, ta sẽ điền các thông số như sau này. Đầu tiên, số chấm xuất hiện. Số chấm xuất hiện. Còn bên dưới này là số lần thì tương ứng với các số chấm là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Lần lượt xuất hiện tương ứng là 15 lần, 20 lần, 18 lần, 22 lần, 10 lần và 15 lần. Câu hỏi của chúng ta có 3 ý như sau. Đầu tiên, số chấm nào xuất hiện, số chấm nào xuất hiện nhiều nhất. Số chấm nào xuất hiện nhiều nhất? Đây là nội dung của câu A là một câu easy của bài toán này, được không ạ? Ý B. Tìm xác suất thực nghiệm. Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện của sự kiện số chấm xuất hiện số chấm xuất hiện lớn hơn bốn và câu c của chúng ta thì đầu bài như sau tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố là số nguyên tố rồi xin mời cả lớp hãy biểu diễn kỹ năng của mình đối với nội dung này cho thầy à, Xin mời các con Thời gian để dành cho các con xử lý cái bài toán này là 5 phút cho cả ba ý ABC Xin mời các con Rồi thầy cảm ơn công dũng Đáp án của con ở cái câu A rất chính xác <cười> Nào <cười> không biết cả lớp còn nhớ công thức tính xác suất thực nghiệm không nhỉ cả lớp nhỉ không biết là có bạn nào bị quên không? À, có cần thầy phải nhắc lại công thức tính xác suất thực nghiệm không? Có có luôn à? Oh my god! <laughs> ok rồi thầy sẽ cung cấp ngay bây giờ đây <laughs> để tìm xác suất thực nghiệm ấy thì người ta có một công thức như sau nào bạn nào quên thì phải nốt ngay vào trong vở cho thầy nhá để còn nhớ để lần sau mà gặp là phải còn nhớ làm được này đầu tiên ta có này xác suất thực nghiệm xác suất thực nghiệm thực nghiệm của ở đây là đương nhiên là tính xác suất thực nghiệm của một cái sự kiện nào đó đúng không vậy thầy nói là xác suất thực nghiệm của sự kiện A của một sự kiện A nào đó được chưa? Thì được tính bằng công thức như sau, được tính này. Chúng ta sẽ phải thực hiện một phép tính đó chính là chờ thầy nha để thầy vẽ cái này cho nó đẹp cho các con nhìn nó rõ ràng hơn. Xác suất trong trường hợp này thì người ta sẽ ký hiệu là số lần sự kiện số lần sự kiện a xảy ra Đấy. chia cho trong trường hợp này là tổng số lần thực hiện hoạt động tổng số lần thực hiện hoạt động vậy thì các con có thể hiểu là số lần thực hiện hoạt động ở đây là gì thầy sẽ lý giải rõ hơn nhá tổng số lần thực hiện hoạt động thế thì trên tử này của chúng ta ấy Số lần sự kiện A xảy ra. Ví dụ như nó nói rằng là sự kiện số chấm là lớn hơn 4. Vậy theo các con thì nếu như các mặt mà có số chấm lớn hơn 4 thì sẽ là mặt mấy chấm nhỉ? Các con nhỉ? Nó sẽ phải là mặt 5 chấm và mặt 6 chấm đúng không? Bởi vì với hai cái mặt này thì chính là có số chấm xuất hiện lớn hơn số 4. Đúng không ngon? Vậy trong trường hợp này số lần sự kiện A xảy ra thuận lợi đấy, các cái kết quả thuận lợi có thể xảy ra ấy chính là có 10 lần xuất hiện mặt 5 chấm cộng với 15 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Vậy thì tổng cộng số lần sự kiện A có thể xảy ra được đó chính là 10 cộng với 15. Thế còn dưới mẫu của chúng ta thì nó chính là tổng số lần thực hiện hoạt động. Vậy ở đây nó là tổng số bao nhiêu đây cả lớp? Các con nhìn này, tổng của các cái thằng này là bằng bao nhiêu? Và ngay cả đầu bài nó cũng cho chúng ta rồi đấy. Nó là bao nhiêu đây cả lớp nhỉ? Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? tổng số lần thực hiện hoạt động chính là 100 lần. Vậy ta cần phải lấy 10 cộng với 15 chia cho 100. Vậy bây giờ các con đã nhớ lại được công thức để tính xác suất của một xác suất thực nghiệm của một sự kiện chưa? Oh my god. Bạn Quỳnh bạn Quỳnh Nga chia sẻ với thầy là không có số nguyên tố nào á, thật chứ? Thật à? <laughs> Quỳnh Nga chia sẻ ở đây nào, thật sự là trong các mặt từ mặt 1 chấm đến mặt 6 chấm này không có mặt nào là số nguyên tố thật á? À? à. 3 và 5 rồi. Dạ? Bao nhiêu ạ? À? Mặt 3 và 5. Mặt 3 và mặt 5 chuẩn chưa? Vậy thì chắc là chúng ta cần phải nhắc lại thế nào là số nguyên tố rồi nhỉ cả lớp nhờ. <laughs> vậy cả lớp nhớ nhá. Số nguyên tố Đặc điểm của các số nguyên tố là như sau. Ôi, bạn nào quên thì nốt ngay vào cho thầy. Số nguyên tố là các số tự nhiên. Đầu tiên thì nó phải là các số tự nhiên đã. Và các số tự nhiên này là phải các số tự nhiên lớn hơn 1. Đấy, nhớ nhá. Các số tự nhiên phải lớn hơn 1. Vậy thì bắt đầu được xét có phải là số nguyên tố hay không thì bắt đầu phải được xét nó chính là từ số 2, được chưa? Là các số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng chỉ có đúng hai ước chỉ có đúng hai ước là một và chính nó. Đấy, chính nó là như thế nào? Ví dụ như số 2 nó chia hết cho 1. Số 2 chia hết cho chính nó tức là chia hết cho 2. Ngoài hai ước 1 và 2 này ra thì số 2 không còn một cái ước nào khác. Vậy đây được gọi là số nguyên tố, được chưa cả lớp? Vậy căn cứ theo định nghĩa như trên thì hình như số 3, hình như số 5 không biết có phải là số nguyên tố không nhỉ cả lớp nhỉ? Không biết là có phải không? Có ạ. À. Vậy thì trong trường hợp này, việc mà chúng ta cần phải tính toán đó là thứ nhất, các con phải nhớ được cho thầy đâu là số nguyên tố? Thứ hai là tính toán phải thật cẩn thận các con nhé. Ok. Rồi bài này thầy xin mời một bạn hỗ trợ thầy để xử lý đưa ra kết quả nào. Thầy xin mời Tội Minh. Từ đầu buổi giờ thầy chưa gọi Tội Minh một lần nào cả. Xin mời Tội Minh nào. Thầy xin mời con ạ. À. Tội Minh có thể hỏi là ở câu đầu tiên ý, thì theo cái căn cứ và cái bảng à, thống kê ở trên ấy thì số chấm nào là xuất hiện nhiều nhất con số chấm vâng như vậy là tụi mình vẫn chưa để ý đầu bài đúng không bây giờ thầy hỏi này căn cứ vào cái bảng số liệu ở đây thì người ta đang thống kê lại con nhìn ở hàng trên nhá là một này hai này ba này bốn này năm này sáu này đây chính là số chấm xuất hiện với số chấm là một thì người ta thống kê lại người ta quan sát và người ta kiểm tra lại ghi lại được là người ta thấy là số chấm là một thì sẽ xuất hiện là 15 lần tức là người ta tung cái con xúc sắc này 100 lần ấy thì cái số chấm xuất hiện mặt một chấm là người ta đếm thấy được xuất hiện là 15 lần à nào tụi mình có hiểu được cái bảng này số liệu này chưa được chưa con ờ ừ. thế thì vậy là căn cứ vào bảng này thì cái cái số chấm nào là xuất hiện số lần nhiều nhất Đúng rồi, chính là số 4 đấy con ạ. À. Trong trường hợp này thì số 4 của chúng ta là mặt 4 chấm xuất hiện nhiều nhất vì nó xuất hiện 22 lần đúng không con? Đúng không tuệ <laughs> Ok, tốt. Thế còn ý B, xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm lớn hơn 4 này con tìm ra bằng bao nhiêu? Nào. Số lần sự kiện Số chấm xuất hiện lớn hơn 4 xảy ra là có bao nhiêu lần đấy? Bao nhiêu lần kia nhỉ con nhỉ? Là xuất hiện mặt mặt mà có số chấm lớn hơn 4 ấy thì tức là nó xuất hiện xảy ra trường hợp nó phải là mặt 5 chấm đúng không? 5 chấm này. Và mặt 6 chấm này, đây bởi vì hai cái mặt này nó chính là có số chấm lớn hơn 4 đúng không con? Thế thì với mặt 5 chấm thì có cơ hội xuất hiện là bao nhiêu lần kia? Ừ. Đúng rồi Như vậy là cái kết quả thuận lợi Để xuất hiện mặt 5 chấm là 10 lần Đúng không? Thế còn mặt 6 chấm là bao nhiêu lần? chấm là 15 lần Đúng rồi Vậy tổng cộng của hai cái thằng này Người ta được định nghĩa chính là Số lần sự kiện Số mặt Số chấm xuất hiện ở đây nó là lớn hơn 4 Vậy thì tổng của 10 với 15 Nó chính là cái kết quả đây này con nhìn này Thầy có viết nốt ở bên dưới này rồi Con nhìn thấy rồi đây đúng không? Đây là 10 cộng 15 là 25. Chia cho tổng số lần thực hiện hoạt động là chúng ta gieo con xúc xắc này bao nhiêu lần đấy. Con xúc xắc này chúng ta gieo bao nhiêu lần con? Trăm lần ạ. Ờ, thế vậy con có tìm ra được xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện số chấm xuất hiện là lớn hơn 4 là bao nhiêu không? Theo công thức thì con sẽ tính ra bằng bao nhiêu? 1/4 ạ. Ờ, nó chính là bằng 25 chia cho 100 và nó bằng 1 phần tư đúng rồi rất chính xác ok rất tốt đây là nội dung kết quả của câu b nhá thế còn câu c thì thầy xin mời một bạn khác hỗ trợ thầy thầy cảm ơn tụi minh nhá à, thầy xin mời bạn đức anh nào xin mời bạn lê như đức anh hỗ trợ thầy xử lý ý c kết quả của con ở ý c này sẽ là bằng bao nhiêu nào con ừ, thưa thầy là... Là... Sự, sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố. Như vậy là nếu như nó là muốn số chấm xuất hiện là số nguyên tố thì nó có xuất hiện được những cái mặt mấy chấm mấy chấm mấy chấm nha con nhỉ? Từ từ số 1 đến số 6 này là có những số nguyên tố nào con? Trong các cái số này có những số nào là số nguyên tố? cái cái số Đức anh có con có phận có nhớ là trong trường hợp này từ số 1 đến số 6 thì sẽ có bao nhiêu số nguyên tố không con? Có nhớ con có tính toán được không? Có biết không? Ừ. Số nào mà lại chia cho một và chính nó thôi nhỉ? Những số nào nhỉ? Các số ừ. tự nhiên nào phải là lớn hơn một Lớn hơn một tức là chúng ta loại ngay cái trường hợp 1 này đi nhá, một không phải. Thế số 2 này theo con thì nó có mấy ước? Ủa. Ủa. Ừ. Nó có chết nó có chết cho một và chết cho chính nó không? Ủa. Ờ, vậy số 2 được gọi tên nó là số nguyên tố Tức anh ok hoàn toàn chưa con? Được chưa? Như vậy trong trường hợp này số nguyên tố này Là số phải lớn hơn một và chết cho một và chính nó Vậy nó chính là số 2 Ngoài số 2 này ra còn số nào là số nguyên tố nữa không con? Ừ. À. Đúng rồi, còn số nào nữa không ạ? số 5. Đúng rồi, rất chính xác. Thế còn số 4 và số 6 đây là hai số chẵn. Ngoài chết cho 1 cho 4 ra thì nó còn chết cho cả hai nữa. Như vậy số 4 không phải là số nguyên tố. Số 6 cũng vậy. Vậy trong trường hợp này ta có 3 số nguyên tố có thể à, từng với các mặt số chấm có thể xuất hiện được đó là 2, 3 và 5. Vậy nếu là 2 thì chúng ta có bao nhiêu lần đấy xuất hiện đây con? Có 20 lần. 3 là bao nhiêu? 3 là 18 lần. Vậy 5 là bao nhiêu? 5 là 10 lần. Đúng rồi. Vậy thì số lần sự kiện uh, số chấm xuất hiện là số nguyên tố ở đây xảy ra chính là 20 cộng 18 cộng với 10. Tất cả ba thằng này chia cho bao nhiêu nhỉ? Đức anh nhỉ? Cho 3. Không chính xác. Tổng số lần thực hiện hoạt động ở đây là con gieo con xúc xắc tổng cộng là bao nhiêu lần tất cả? bốn sắc bạn 48 không phải ạ à. tìm ra được kết quả là 48 lần sự kiện số nguyên tố xuất hiện thế còn ở đây ý thầy đang muốn hỏi là tổng số lần thực hiện hoạt động đó chính là cái thằng gì mẫu số này này thì tổng số lần ở đây là là đầu bài cho chúng ta gieo con xúc sắc bao nhiêu lần nhỉ, con nhỉ gieo bao nhiêu lần tất cả mới ra được 48 lần là số nguyên tố gieo một Đức Anh có biết là ở đây nó chúng ta cần phải gieo tổng số lần tất cả là 100 không con? Con có hiểu được cái đầu bài này không? Yeah. Ờ, Đức Anh, con phải nhớ nhá. Thầy nói lại này, để tìm xác suất thực nghiệm ấy thì ta lấy số lần sự kiện A xảy ra thì ở đây sự kiện A tức là sự kiện xuất hiện số chấm là số nguyên tố thì có 3 trường hợp xảy ra, đó là xuất hiện mặt 2 chấm, mặt 3 chấm và mặt 5 chấm. Thế thì tương ứng với nó là mặt 2 3 5 chấm thì tổng cộng sẽ là 48 ở trên tử này của chúng ta này. Con vừa đọc ra là 48 đúng rồi. Như vậy là có 48 lần sự kiện A là xảy ra. Thế còn chia cho tổng số lần thực hiện hoạt động thì nó phải là 100 lần gieo con xúc sắc. Vậy kết quả là 48 phần 100 và phân số này cần phải tối giản đi. Vậy nó sẽ bằng là chia cả tử và mẫu cho 4 đúng không Vậy nó là 12 phần bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy Đức Anh? Ờ 12 phần 25 Đúng rồi. Vậy Đức Anh ơi, bây giờ con đã hiểu hoàn toàn nội dung của câu C chưa? Có hiểu hoàn toàn không con? Ừ. Hiểu ừ. hoàn toàn chưa? Ừ. À, ừ. Rồi. rồi ok. Nếu như sau buổi học con xem lại video mà có phần nào chưa hiểu thì những bạn chưa hiểu ấy, các con có quyền có thể nhắn tin đến Zalo của thầy nhá. Để hỏi thầy ơi, tại sao chỗ đấy thầy lại làm như vậy. đúng không? Tại sao lại lý thuyết như thế nhỉ? Không? Để thầy còn có thể hỗ trợ cho các con, giúp cho các con hiểu được kỹ càng cái lý thuyết này. Để khi mà các con làm bài thi ở trên trường ấy, các con làm nó thật tốt, cả lớp nhớ chưa? Thầy xin hỏi lại một lần nữa. Nội dung của bài số 4 này, nếu như các con đã hiểu 100% rồi thì cho thầy xin một trái tim nào, để động viên thầy nào. Những bạn nào hiểu được bài số 4 100% rồi thì cho thầy xin một trái tim để động viên thầy. <laughs> chưa nhiều lắm nhở chưa nhiều lắm hơi ít trái tim một tí không ok nó dễ mà các con thực ra cái này lý thuyết này dễ lắm nếu như trong trường hợp mà các con chẳng may quên cả lớp nghe nhớ nhá chẳng may quên thì các con hãy dờ quyển sách giáo khoa ra xem lại một chút không xem lại rồi vẫn chưa hiểu thì hãy nhắn tin hỏi thầy nhớ chưa nhắn tin trực tiếp đến zalo của thầy bảo thầy ơi cái lý thuyết này con quên mất rồi thầy giúp con nhớ lại nó với đúng không đây nhắc lại zalo một lần nữa nhá 0976 này 387 668 được chưa nào ok rồi xin mời các con hãy chữa bài này vào trong vở nếu các con đã chữa xong rồi thì hôm nay thầy sẽ cho các con nghỉ sớm hơn so với buổi học các buổi học khác một chút các con nhé được chưa nào Thực ra thì là đúng giờ tuy nhiên ấy Bình thường là chúng ta hay học đến 8 giờ cơ Tuy nhiên là hôm nay thầy sẽ có phải chuẩn bị một cái công việc đối với sư phụ nghĩa Cho nên là thầy sẽ cho các con nghỉ sớm hơn bình thường một chút Ok Rồi đến thời điểm này thì thầy xin cảm ơn tất cả các con Đã cùng thầy nỗ lực trong cái buổi học ngày hôm nay nhá Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con Hẹn gặp lại các con vào buổi ừ. học à, và à, 3 Ok Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con Bye bye vâng ạ à, thầy chào Phương Anh thầy chào Khánh Linh khai chào thầy ạ à. vâng thầy chào Linh nga thầy chào Quỳnh nga Rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhé. Thầy xin phép là dừng phòng học của chúng ta tại đây.